ở lòng bồn mở lá cái biểu cảnh cái bó nặng ghép bờ rình đồng lết chát click trung tâm bờ tài trì bờ tờ luôn bó xe hoàng bất cú bờ tà ghét của gờ cú mờ bất cú có chăm tầm tú tầng ngay sau lầu bồ đảng bồ chân nung bó cân hòa đơn dương trả lâm đồng nên khách nga ra bớt bờ tàu bờ tài trì tòa trì tiếp bọn âm xin sư vi uôn rải kích cố ngành mờ trà cùm tỷ làm bờ dài ở lá bó lớt đông làng bồ xoàng bờ gờ phan tâm phan rồng rải kích ngành bạ cố bớt ghé khả bè mờ ghé bà tì bà ta ân ngùi giác tàl tầm tiếp bồn làng bồn nế kít ai chớ bà ta bàn mờ bà dài bà lớt xa rộng phần chèn quân trùng tầm bà lớt xa kết rít tân dạ làng bồn mờ gấp dù xin nhé bà chân nào xin yêu rụp tân ớ tôi dạ. Bớ chát tàl á lá á tú bà tì lớt chát bà ta niêm pa bớ bồn bờ bần tăng dội bà tì bớ tầm sra báo đài mờ á lá chào nê kít lớ lại gút đà ghen ồn ya ồn ghé bờ ta quá quân năng xin gàr niêm sre hoàng hê tì cân hai tò ồn ya ồn ở miền xin gàr bè lộ ủ tam chi cà phê mờ ồn ya ồn né tầm sụt lú tay chi mắc ca tầm hoàng cà phê mờ tầm tay bè sao ngul á lá chi biếp bớ lớ chất niệm a lá bà ta hề né rơ gây nàng xin gà hoàng tâm cà phê sư lú bàl mờ chi mắc ca cung bê hoàng tâm biếp. Gần a lá phan tâm tầm hoàng ôn gia uông tì nhằm kết ngăn mờ bà chồng Naris. Cập giá bria hiệu bình há ôn gia uông ghế tác khả bình thấp găm mờ bớ bèr hiền tú spôn rơ hiền tiểu đồng tầm tù năm. Ôn gia uông buôn rơ lau tầm bà ta tuần cú lớ xa tầm hiệu bình há. Hơn là đồ bà ta bớ bà ta bà chàn bria tình ảnh hiệu là gàr cùng bè bộ bria ảnh tay bớ tầm bòn. Họ khỏi bớ còn yên, tại bớ là còn yên chào bíu hay đi âm tầm bà bóng lai. Là ngăn anh cũng lỡ khóa lỡ rồi bại lỡ thằng ấy kìa. Tại nữa ta năm 94, năm 94 bắt đầu anh tam cà phê. Tam cà phê ai giống bờ lang hàn tam xong thì mà anh vay vốn cũng ơn ngại đảng nhà nước quan tâm hết rồi vay vốn ngân hàng phát triển nông nghiệp trong thôn bảy chục triệu anh rất là phù anh lê được phù trong khi đó anh rằng là quan chức mà nâm quan chức mà nâm xong thì thời gian cái là cái lúc buru beo vừa dơ thì là anh ta chưa phù còn rõ anh rằng cam thì ít kiểu thôi anh rằng ân cỡ mình tầm hòa lâm mà cà phê thì ở cái loại mà cái cà phê cứ năm phơi là cái hạ giá anh cũng lơ mà cứ gú anh cũng lơ tại với tổng diện tích ủ anh cam anh rát cam anh bó tổng diện tích anh làm bữa sáng thế là bó màu ngul xin anh lên cha mà có mà xin tạm anh thì là chắc là khoảng hơn tê mẫu. Nàng tuần cú bà ta mang lỡ bóa xa đang tù khả ụ, chứ nùm lỡ bóa hoàng cá cân hoa đơn xương nế giao tân kít. Sô rơ mơ hòa dạ chào làng bò tàm rớ á lá chi tàm pa, gỡ bó gỡ bài mơ ụ trộ tăng ngay tàm bòn. Tầm xa bó, bà rơ nam rịp đồ rớ ngăn hiệu cho rơ bá nế chân đoạ tầm gơ chi tàm phan rồng. Hiệu bình há bò còn chào tầm bó nế gít rong rơ bài, tầm gơl còi sre nàng tam quân a lá chi tầm đầy tân cú chòi ghé bré dìn tầm hớ ghé bùa tầm bùm nàng né chèn quân trộn hà bớ hớ rải kis a lá hiệu bình há chào làng bò còn chào né cớ cân lau mờ lại. Đối với vùng đồng bào như xã đó là đặc thù là 60% là đồng bào dân tộc thiểu số thì vay sản xuất nông nghiệp là chủ yếu như là sản xuất rau màu trong năm gần đây thì với chính sách của nhà nước là chuyển đổi cây trồng vật nuôi thì bà con đã chuyển từ diện tích trồng lúa bắp năng suất thấp sang trồng củ năng thì qua đó thì vay từ ngân hàng chính sách đầu tư phát triển trồng củ năng thì tuy nhiên là với là điều kiện là vùng đồng bào vốn sản xuất là còn ít cho nên là nhu cầu mở rộng sản xuất của bà con là lớn.
rất là mong là sắp tới đây là ngân hàng chính sách là quan tâm là đầu tư cho vay thêm để bà con mở rộng sản xuất. Balmer tumpa ala adu pate pata nyampa chat pana atte chong proa pana lơ nen chi hơ la pantang bon ba ala ani tunggu me ala nhong pria pa chan ba ala ani hiu lakar. Hiện nay đối với cái chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thất nghèo thì từ chào 1 tháng 3 năm 2019 ghép ta cấp cờ vận đáp bờ lần nàng tâm thì bà con tâm cơ lại chỉ tầm tham gia là 100 triệu đồng là ấn ý tiết trị hiền hay là ủ tục pép nàng tâm cơ bờ lần nàng ghép bé buồn vận đáp rớ để cho bà con đầu tư sản xuất lằng mở rộng được nhiều hơn nữa rất vận đáp tạo điều kiện cho bà con vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đảng bộ quang bọn Vinh Hòa đần dương né giao tân kích rớp rúa năng thông trao làng Pol. Nên là gà huyệt mơ bộ còn trao tầm gơl rúa lỡ, tầm gơl pa bán hát tạm phần, tuần cú lỡ xa. Gần ra lao kla sở bá cơ cân hấp mở gơi lỡ pas tù bá bà chẳng ngăn. Tú tà ngày rớp tút, Vinh Hòa đần dương vẫn chất lỡ niềm ở lá sở bá ả trao làng Pol in chàn bria, mơ mức chàn oá lao năng thông trao làng Pol. Bần tắp tần cú tầm phần, rong phần chất bà ta bì dày. Tất kiện hớ, tầm quách bàl mở ní lỡ bóa quăng, bờ á lá ở thú bà tì, tầm gần lỡ chất bà ta niềm bà tú tầm phần, rong phần trao lãng bò linh.